Cả nhà ơi, hôm nay Ngọc đi đi coi gạch để lót sau vườn nhà đó. Nè, đây là các loại gạch nè. Màu này cũng đẹp nè. Có nhiều loại gạch lắm. Anh, cái loại này có màu xám nè anh. Anh, nó có màu xám lợt nè. Cái này nó có xám lợt nè. Hả? Ủa, viên dài này không được hả? Đó, xám lợt, xám đầm. Nếu mình muốn hai màu á, là lấy hai màu này nè. This one's nice. Let me record in here. Thế nếu mà anh muốn hai màu á thì màu lợt này nè với lại màu medium này nè. No, that's too light. No, this one and this one together and this too dark. I don't like too dark. These two look better. No. Yeah, nhưng mà anh muốn bảo vệ là sớm lên. Ở đây là toàn là gạch với đá không à. Cái này để dành cho gạch đá này là để mà lót cho ngoài this trời. Nice. And chứ không phải gạch lót trong nhà. Một cái luôn. Cái nào đâu? This one. Yeah, I like that one, but cái đó là I think a lot of work. That's why I told Baba, that one's pretty easy. Just need a drone and nothing. See, I'm recording. Why you keep going in front of my camera? You wanna go into the camera? Yeah, then... Where's it? Anh là giống nhau. I'm your transition. Hôm nay Ngọc đi lừa gạch để Ngọc mua, mà con gái Ngọc nó muốn muốn đi theo để nó lừa chung. Loại gạch này nè, người ta làm nguyên một miếng như vậy nè, làm một miếng sẵn rồi giờ mình chỉ mua về mình ráp lại theo cái hình nào, cái shape nào mình muốn thôi nè. Đây cũng có gạch. Ồ, cái này cũng đẹp nè. Ờ, cái màu gray được á, lấy màu gray đi. Mà sao đánh cái màu lên nó ra cái màu đậm quá hả? It's fine. When it ướt, the same thing. It's just stone, man. But when it's dry, it's still that color. Wait, they put something shiny on it? Yeah, I like the shiny like this. Nhưng mà cái màu nó hơi đậm. Mẹ, lúc mà làm nail mẹ bỏ cái liquid, right? The powder, right? You put liquid in the powder, it turns darker color, right? That's the same thing. Yeah, the dry box, cái wet sealer over it dry nên làm shiny nên đậm hơn, cause nó ướt á, once it get ướt nó không có. Yeah, but this is always they're gonna stay like this. Yeah, exactly, just like the powder that you do for yeah, nail. Yeah, like you put top coats on. Hai cái gạch này á là cùng một màu nè, hai này cùng màu nhưng mà bên này á là mình lót vô mình chưa có bỏ cái lớp để bảo vệ cái gạch á, nó chưa có. Có bỏ mà cái bên này bỏ rồi cho nên giống như là lớp bóng vậy đó. Để cho nó giữ cái gạch cho nó lâu hư á. Thì nó ra nó bóng như vậy, nó giống như là mình làm móng tay mà mình sơn top coat lên vậy đó. Mình bỏ lớp bóng lên vậy đó. Cho nên nó làm cho cái màu nó đậm hơn nè. Các bạn thấy nó đậm hơn không? Mà thực sự là cái đó là một loại đó, một màu đó. Người ta làm cái đường gạch đó cho mình phân biệt được là một bên là nó có bỏ cái lớp bóng lên rồi còn một bên chưa bỏ. Ngọc cũng thích cái loại này. Hồi nãy giờ coi mấy kia thì thấy cái loại này Ngọc thích. À, hình như là 2 đồng 89 cent cho một viên á. Dạ. Yeah. 2 đồng 89 cent cho một viên này là có bỏ cái bóng lên rồi thì phải. Còn cái này là chưa, là 1 đồng 69 cho một miếng này. Cái sân mình rộng lắm chắc cũng cần nhiều lắm đây. Nhiều loại lắm. Có cái loại này nữa nè. Lúc đầu là Ngọc tính lấy cái này nè. Tính mua cái loại này nè. Mà đánh bóng sáng rồi là nó ra cái này.
nhìn cái viên gạch kia, nói chung là mình thích cái kia hơn. Ngọc tưởng là nó khó làm nhưng mà thực sự nó đi ra nguyên một miếng, một miếng bự chứ không phải là từng miếng nhỏ xíu để mình ráp vô. Hai cha con đang đứng lựa gạch. Hai cha con đang bàn. With the cement, yeah. No. With the grout. The sand bỏ lên á, là trộn cát năm nay mình phải thổi như này xuống. Bỏ cát? Ủa mà đâu phải mình? Mình bỏ cement mà. Bỏ cát nó bôi lên về nữa. Đó, nó là vậy này. Hồi nãy trong trong cái hình ta làm sẵn thì khác, còn cái này là như vậy mình mua về mình tự sắp theo kiểu mình muốn. Gạch ở bên góc trái của màn hình á, là người ta chưa có đánh cái lớp bóng lên, còn bên góc phải ở dưới á, là nó đánh cái lớp bóng rồi. Các bạn thấy đánh lớp bóng vào hai cái màu nó khác nhau chưa? Đây cũng vậy nữa. Ở bên này nó chưa có đánh. Bên này đánh rồi, bên phải đánh rồi. Học đang ở Manor, đang ở cái Manor chỗ bán đồ nhà cửa đó, bán đồ làm nhà. Ở bên này nó có gạch loại khác nữa nè, chung rất là nhiều loại. Mình mua về rồi mình tạo hình mình muốn. Như gạch đây một viên nó dài vậy nè. Mình mua về mình tự sắp hình nào mà hình kiểu gì mình muốn. Học cũng thích cái loại này. Hồi nãy giờ có mấy kia thì thấy cái loại này học thích. Có nhiều loại lắm. Có cái loại này nữa nè. Lúc đầu là Ngọc tính lấy cái này nè, tính mua cái loại này nè, mà đánh bóng sáng rồi là nó ra cái này. Nhưng mà giờ nhìn cái viên gạch kia, nói chung là mình thích cái kia hơn.